kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ đến các bạn là cái món trân châu dừa của Hoàng Anh bán nha quý vị. Em đã bán trân châu dừa rất là đẹp luôn. Xin chào. Em đã bán từ cái nguyên liệu á, trên màn hình quý vị đang xem á, là dừa nước nè quý vị, rồi dừa tam quan. Dừa tam quan đó là lấy cái nước ra để mình cái phần mà thành phần mà nước ở trong cái ly trân châu mình uống á, là nước dừa tam quan. Rồi phần nguyên liệu chính ở trong mà mình ăn cái trân châu á, là cơm của cái trái dừa nước. Đó, rất là ngon nha quý vị. Và trên màn hình quý khán giả đang xem có số điện thoại của em đó quý vị, thì mình ở chợ khu vực chợ Đầu Mối đó, mình mua 10 ly quý vị, 10 ly là em đó chở tới cho mình miễn phí ship nha quý vị. Quý anh chị em mà bán trong chợ mùa nắng nóng này, cái gọi Hoàng Anh là đem trân châu dừa vô tới nơi luôn, uống rất là mát, rất là chất lượng quý vị. Thì có 10 ly là em đó chở vô ship tới nơi luôn, miễn phí ship. Cái gọi điện thoại, cái số điện thoại trên màn hình video là em được chở tới nha quý vị. Nguyên liệu chính của cái món này là đó, quý vị đang xem thấy đó, là dừa nước này quý vị. Rồi cái nước uống đó là dừa tam quan đó, chặt ra quý vị, xuất sắc luôn. Hai chục ngàn đồng ly hả? À, một ly trân châu rất là lớn quý vị. Đưa cái ly qua mình bác rồi. Đây một cái ly uống nước mía đó quý vị, cái ly to, ly khổng lồ á. Ở trong đây là có cái thành phần cơm dừa nước đó quý vị, rồi trân châu bên đây nó quý vị, mình hút lên đó mình ăn luôn. À, em đã trình bày vậy, có cái muỗng để mình múc luôn. 20 ngàn là trong đây là thành phần là nước dừa tam quan đó quý vị, rồi phần trân châu dưới đây với là cái cơm dừa này nè, là của cái trái dừa nước. Sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe và thân thiện môi trường nha quý vị. Dừa nước mình lựa cái loại mà nó dừa vậy nè quý vị, nó có cơm nó dừa vậy nè, nó dừa dẻo á. À, nó dẻo á, cái này là ăn nó thú vị lắm nha quý vị. Nó dẻo á, mình mới lấy cái cơm này ra, mới nại mới lấy cái cơm đó ra. Lấy cái tô đừng cho nó đẹp. Bán ly nước uống chơi coi. À, bán ly nước uống chơi coi. À, lấy cái cơm dẻo này nè, nó thú vị lắm. Nó phải nói là nó đặc biệt hơn cái thốt nốt nhiều. anh ngồi lấy ra. Lại là vậy đó quý vị. Vợ chồng con cái này là làm á, một cái ly này á là nó kỳ công lắm nha quý vị. Cái 20 ngàn là nó xứng đáng, nó rẻ đó chứ, kỳ công lắm. Con cháu nè, nay buồn trà nó hai cha con nó này trời, nay kiểu này mẹ nó bán ngày mà có chừng 200 ly, hai cha con nó nãy chắc chắc ngồi nãy cả ngày quá.
đuối đó quý vị. Đó, sản phẩm nó vậy, nó thân thiện vậy đó quý vị. Cứ anh chị em ở cái khu vực gần chợ đầu mối mua ủng hộ thì cứ gọi cái số điện thoại trên màn hình video, ship tới nhà luôn, tới nơi cho mình uống luôn. Đó, từ cái cơm dừa này nó quý vị. Và đây là cái nguyên liệu quý vị. À, cái này là từ cái cơm dừa của cái trái dừa ta của mình nè, là cái loại này. Rồi thì em nó làm cái dừa tắc á quý vị, bỏ cái món này. Còn trân châu dừa nước á là đây. Nó dẻo lắm nha quý vị, ăn thú vị lắm á. Còn cái món này là món trân châu nè, ở nhà tự làm. Đó, nguyên liệu thân thiện với môi trường, rồi đường. Rồi nước dừa Tam Quan, cái này phải nước dừa Tam Quan mới được nha quý vị. Nó vừa tốt cho sức khỏe. Đó, rồi cái ly vậy. Một ly mà ly uống nước mía, ly khổng lồ quá quý vị, mấy 20 ngàn. Làm rất là kỳ công. Thì trên màn hình video các bạn đang xem là có số của Hoàng Anh đó quý vị. Đúng rồi. Mới bán mà khách hàng ủng hộ là nãy giờ cũng nhiều người vô lắm quý vị. Ở đây là đường nhà vuông. Đường nhà vuông quý vị nha. Địa chỉ kế bên nè, số 2 đường nhà vuông, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Là em nó bán đối diện, là nghe chỗ này là đèn xanh đèn đỏ đó quý vị. Đó bên kia là chung cư chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Là cái đường đây là đối diện với là cái đường Nguyễn Thị Sóc đi vô chợ đầu mối Hóc Môn, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó quý vị. Đó tại người ta chờ đèn đỏ đó. Đó, rất là dễ tìm quý vị. Đó, ngay chỗ này là cái ngã tư. Đó, ở nhà nhìn qua là thấy cái chung cư. Đây là thuộc về đường nhà vuông. Còn đối diện cái đường này là đầu đường Nguyễn Thị Sóc. Đường Nguyễn Thị Sóc là chợ đầu mối Hóc Môn, nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc đó quý vị. Đây là đối diện của nhà em đó. Bên kia họ bán sữa. Em đã mua cái gì? Cái món trà hả? Uống ngon không em? Ngon không? Uống ok không? Cười. Uống ok mà phải ghé được không? Mùa nắng nóng này mà cái món này đã thanh nhiệt mát cơ thể, nguyên liệu lại thân thiện, tốt cho sức khỏe quý vị. Đúng là cái này là nhà làm. Nhìn thấy cái này thấy ham không? Trời ơi, nó dẻo. Nó rất là dẻo quý vị. Rồi ở trong cái ly này á, là nó có cái dừa nước này. Rồi nó có cái trân châu này. Nó hai loại. Rồi vậy hả? À, cái này nữa hả?
Rồi nếu mà người ta kêu mà thêm cái món này nữa là 30 ngàn, là cái ly nó đặc biệt là nó có thêm cái món này. Còn cái ly mình ở đây á là 20 ngàn, là chỉ có được cái món này, món dừa nước với lại trân châu dừa. Đúng rồi. Còn cái món này giống như là mứt, mứt dừa vậy quý vị, nhưng mà mứt này á là mứt dẻo á. Sản phẩm mà từ đây nè, đây người mua cũng liên tục luôn nha quý vị. Chào, cảm ơn, quay phim luôn đó. YouTube lên kênh chợ đầu mối Hóc Môn sẽ thấy mình đi mua trân châu dừa. Sợ chợ đầu mối Hóc Môn, trân châu dừa chợ đầu mối Hóc Môn là sẽ thấy trân châu. Không, cái trân châu là cái món mình chị đang mua đó. À, trân châu dừa. Trân chứ trời chứ. Trân châu dừa chợ đầu mối Hóc Môn. Không, nãy giờ đó giờ mình quay ở đây cũng 4-5 người mua rồi đó. Rồi quay rồi, quay rồi, quay ổng, ảnh ngồi, ảnh ảnh gọt vô. Đó ha, quý vị thấy không? Phố ngọt ngào. Hả? Cái gì? Cháo lòng hả? Được, ở chỗ nào? Không có tiền miễn phí. Nhưng mà phải gần chợ đầu mối đó nha. Em có bao bầu. Wow, wow, wow. Chỗ ai cũng nói em là phải đăng lên quay đi bán đất á. Tại cháu mình bán ngon, mà sao cái đường nhỏ, cái đường có người. Dạ yeah, hả? Muốn đăng lên thì cứ liên hệ với cái đúng rồi. Vô cái kênh chợ đầu mối Hóc Môn á, mình tới cái phần giới thiệu của cái kênh chợ đầu mối Hóc Môn là có số điện thoại em đó. Rồi cứ liên hệ với tôi đi, rồi tôi chạy qua bên nhà để tôi qua cho. Miễn phí, hoàn toàn miễn phí. À, làm thì vậy đó hả? Thì cái kênh mình là khuyến khích cái bà con của mình làm ăn chân chính. Muốn review cái mặt hàng gì đó mà nó tốt với lại cái người tiêu dùng là mình đăng lên hết. Đăng lên trên kênh mình rồi hết. Cái mục đích là vậy mà. Đó. Chợ đầu mối Hóc Môn là sẽ thấy vô chợ đầu mối Hóc Môn, cái tên kênh đó là cái chủ tài khoản là tôi. À, chợ đầu mối Hóc Môn vô cái kênh chợ đầu mối vô YouTube á là mình tìm cái từ khóa là chợ đầu mối Hóc Môn là nó sẽ đề xuất cho mình là cái kênh của mình, là sẽ thấy cái kênh mình đã đứng đầu luôn rồi các chị. À, dễ lắm, vô YouTube á, chờ cái chữ chợ đầu mối Hóc Môn. Rồi, có gì liên hệ chạy qua quay cho buổi sáng gì phải không? Rồi thấy nào sáng mai tôi cũng được ăn tô cháo lòng miễn phí. Anh em mình đi ha. Nè hả? Rồi. Trân châu dừa. Chụp tấm hình sao cho đẹp đây. Biết sao cho đẹp đây. Này là đủ ánh sáng nè, thấy nó đẹp lắm rồi nè. Nếu quý vị có ủng hộ trân châu dừa của Hoàng Anh thì cứ gọi cái số điện thoại có trên màn hình video nha quý vị. Em đó ship tận nơi luôn. Nếu quý vị ở gần chợ đầu mối Hóc Môn. Còn như cái quận nhất là bó ta chấp cơm luôn nha quý vị. Xa quá.
Rồi xin chào khán giả của kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn. Bye bye.